vải cực đẹp nha mọi người nha, 50.000 quá chị, không đẹp trả lại mọi người ơi. Áo này không bán được em thu lại mặc ở nhà cũng được không, má mát mà vải đẹp, 50 mọi người nha. Dạ không chị Ly, nó là sét mà không tắt được đâu. Này mọi người, áo nè, má bán thấy không, bán 50.000 năn nỉ không lấy luôn, vải rất là đẹp như vậy nè, 50 mọi người nha, bao này vải đẹp giá nang luôn á. Nè mấy chị nè, áo nè mọi người, cam nè mấy chị nè, em không biết diễn tả cái vải nó như thế nào nhưng mấy chị cứ nhận hàng cho mọi người nha, ghi giúp em chữ cam mấy chị ơi, cam 50 nha, cam 50 mấy chị ơi nè, cam 50 mọi người, áo cam 50 nha, áo cam 50.000. Cái rách gói nè, đây nè, cái xám nè, hàng Âu của Mango, quần của em nha, mặc có một lần thôi à. À, tác ở trong nè, đó, Mango Âu size S cho mọi người nha, lưng cao nha mấy chị, chất jean hai da có co giãn nha, đó, chị nào người nhỏ nhỏ giống em thì mặc ok nha mọi người, 150 nha, Mango Âu 150, ok nè, 150 cho cuốn nè, 50 cho cuốn, ồ, cuốn không tích loa nha. Xuông nè đấy chị ơi, cái này mặt nó sẽ thụn với mọi người nha, em cố tình em mua như vậy đó. Nè cái này bán 150 mọi người nha, mặc một lần duy nhất, em mặc cái đây 2 ngày em đã giặt khô hết rồi, mặc đúng một lần duy nhất. Cái này không phải là lưng như vậy mọi người nha, không phải lưng như vậy nữa mấy chị, nó sẽ là như vậy nè, đó cái lưng nó sẽ như vậy nha mọi người nha, lưng nó sẽ nằm ở dưới rốn một chút xíu mấy chị, 150 mọi người nha, em mặc đúng một lần duy nhất, 150k. Bình luận giúp em là 150 nha mọi người nha, size S nha mấy chị, nhưng mà không phải lưng như vậy mọi người nha, nó sẽ nằm, cái lưng của nó sẽ giống như vậy nè, đó khoảng vậy nè mấy chị, đó 150 mọi người nha, 150 cho chị Bảo Trân nè, 150 Bảo Trân, Trân ơi bé. Ừ đúng rồi Trân ơi, mặc mấy quần này không Trân, size S cho mọi người nha, mua su su 345, mặc đúng một lần duy nhất em bắt là 100.000 mấy chị, size S cho mọi người nha, hàng Quảng Châu đó, quần của em nè mọi người, mặc đúng một lần duy nhất đó nè, size S. Cún lấy nào á Cún ơi, cái này quần của em mọi người nha, mua su su em mặc có một lần rồi bắt là 100.000 mấy chị, đúng hàng Quảng Châu nha, cái này không co giãn mấy chị, mà phong nó đẹp vải đái luôn á. Đó, mặc lên gì nè mọi người, màu dơi mọi người nha, 100.000 mấy chị, rất rất đẹp luôn á. Bình luận với 100 nha, ghi giúp em 100k, ghi giúp em 100.000. Là cái quần này của em nè mọi người, mát chị kia lấy rồi à. Nè mọi người, cái này của em nè mọi người, 50 cũng chị nha, xé 50, em mua 500 mấy đó, nhưng mà cái này bán không ai mua hết trơn á, 50.000 nha mọi người nha, S50 mấy chị. Cái này phối ở trên phối áo dao ống gì cũng đẹp hết nha, đừng phối áo thun phông rộng là được, cứ phối gì ôm mới là đẹp mọi người nha, 50.000 size S nha, của em mọi người ơi. Có váy body không? Rồi chị có like giúp em nha Băng ơi, em nhắn tin Băng, Băng đọc không trả lời luôn á. Đây nè, Trân ơi, mặc cái này không Trân ơi, bình luận với 100.000 nha mọi người nha, đúng hàng xịn nha mấy bà, ghi giúp em 100 nha, đúng xịn ơi là xịn luôn nè, 100.000 nha, bình luận giúp em 100, áo như vậy nè mấy chị nè. Đó, xả ra có 100.000 thôi, siêu siêu đẹp. Mấy cái áo sweater này không ai mua rồi trời. Nè mấy chị nào chữ rồi, mấy chị nào chữ nổi nè, có 100.000 mấy bà nè. Đó, hàng Quảng Châu hết nha, mấy hàng tàu lao, tàu ơ gì đâu. Đó, đằng sau của nó là mấy chị nè, sau cũng là chữ nha. Chữ 100k, ghi giúp em chữ mấy bà ơi. Chữ 100.000 nè, hàng Quảng Châu tiếp nè mấy chị nè, hồng nha mọi người nha. Hồng 100k, cái này nó lóc nhung bên trong là mịn ơi là mịn luôn. Đó, mua mặt đi Đà Lạt nè mấy chị, bình luận giúp em 100 nha, đồ bà này thơm như mít vậy á, 100k, bình luận giúp em 100.000, ghi giúp em 100 nè. Trân, cái này chắc gu Trân quá à. Em có hai màu luôn nha mọi người nha, set new mấy chị, new tag mạc new meal luôn á, báo lại 100.000 một set, em có đăng hình chính chủ rồi nha mọi người nha, hàng resize nè. Đó, một là áo trắng với lại quần này, hai nữa là áo đen, quần đen nha mọi người nha, tùy mấy chị, tại em có mấy set lận, 100.000 một set thì mọi người nha, tất cả là new hết. Đó, phối về nè, có đăng hình của đây nè. Đó, ok nè, set trắng nè, 100.000 cho Trân. Em có số lượng đó mấy chị ơi, em có, đang còn đó nè mấy chị. Đây nè,
em có áo trắng, áo trắng quần đen hoặc là nguyên một cây đen cũng có mọi người nha, có 100.000 một set thôi mọi người ơi. 100k một set nha, hàng resize vải không đẹp hoàn về nha mọi người. 100 cho Bảo Trân nè. 100.000 cho Bảo Trân. Trân ơi, cái bao này có mấy cái set này đang, set này của bà nội Linh Hoàng nè. Đó. Shop mới kìa. Ống quần to không chị, ống ôm á sỏi thôi, nhưng mà không có bị khó chịu nha sỏi nha. Ống nó ôm nhưng mà không có bị bó lòi lồn đâu. Em cho mấy chị coi cái quần của nó đây mọi người. Này mấy chị nè, đó. Ống ôm nha mọi người nha, nhưng mà không phải kiểu xếp quần dài, không có VV ơi, không có xếp quần dài. Má quần phong rất là đẹp luôn mấy bà. Đó, mấy chị này nhìn cái phong quần của nó là mấy chị nó sẽ ôm cái đùi mọi người nha, mà không phải khó chịu đâu mọi người ơi. Cái hai ống nó cũng không có nhỏ xíu đâu. 100.000 một set nha mọi người nha. Em có áo trắng hoặc áo đen nha mấy chị. Nhiều áo không phải hàng thanh lý đâu. Áo trắng hoặc áo đen. Đây nè. Mọi người Linh Hoàng nè mọi người ơi. Ai kêu nè mấy Linh Hoàng em ký đầu mọi người nha. Tao mới khai trương cái shop. Sao chị mang còn không? Em còn diễn thôi. Em còn nhưng mà diễn không vừa đâu diễn thôi. Cái này em số 9 mà khó chịu lắm diễn. Cái này size S thôi. Nào mọi người. Set này bắt lại 200 nha mọi người nha. Đây ba đây mới ra của Linh Hoàng luôn nè. Set size S nha mấy bà. Còn tát luôn nè. Mấy chị bắt lại 200 ngàn nha. Bà rất là chú bắn mắt luôn á. Set này không biết bán bao nhiêu rồi. Biết có đến 700-800 không. Cái chị áo như vậy nè mọi người. Áo có dây tăng đưa nha. Cứng ngắt luôn. Đằng sau của nó nè mấy chị nè. Kèm chân váy nè mọi người. Niêu tát nha. Size S 200 ngàn của Linh Hoàng. Mẫu mới kem luôn. 200k của Linh Hoàng nè. Bình luận giúp em 200.000 nha, Linh Hoàng 200. Đi giúp em 200.000 của Linh Hoàng. Con bé này còn like rồi nè. Mấy chị là áo nè mọi người ơi. Áo niêu tát nè mấy chị 100 nha mọi người nha. Áo màu hồng niêu tát cúp ngực như vậy nè. Đó, ở trong nó sẽ có mút ngực nha mọi người nha. Có cái quần bè gì cũng đẹp hết trơn á, mặc lên siêu phòng như vậy là người. Đằng sau là bo chun nha mấy chị 100k nha. Bình luận giúp em 100.000. Rất rất đẹp, 100k. Đi giúp em 100 nha mọi người nha. Em có hai cái chân váy nha mọi người. Hai cái chân váy size S nha mấy chị. Để mẹ mặc lên hơi bị slay luôn á. Hai cái. Này mọi người, hai cái size S nha mọi người nha, 100.000 một cái mấy chị, mặc lên rất rất đẹp nha. Chắc chắn nó phải lòi cái quần lót ở trong ra mấy chị. Tại vì nếu như người ta làm ngắn á, thì mấy chị mặc nó sẽ bị kích đáy. Em đảm bảo là mặc không có lòi cái quần đây mọi người nha. Ai hay mặc cái kiểu này sẽ biết là cái form của nó là giống như style IHK vậy đó. Ghi dùm em sọc hay trơn là em hiểu mọi người nha. Chất của nó là chất zin hay da, có co giãn size S. 100.000 một quần mọi người nha, trắng tinh luôn á. Đó, có lót quần ở trong nha. Cho em coi là áo hồng. Ok nè. Áo hồng nè cuốn ơi, cái này mặc ôm lắm, người nhỏ nhỏ mà không có sợ bị tuột nha mọi người nha, tại form nó nhỏ mà nó có co giãn nữa. Đây, cái form áo như vậy nè mọi người, không sợ người nhỏ ngực nhỏ bị tuột nha mọi người nha. Niêu tát ở trong nó có đệm ngực luôn nè. 100.000 nha mọi người, bình luận với 100 nha. Đi giúp em 100.000. Chân váy sọc đen cho chị Ly. Ok nè, sọc đen cho Ly nè. 100.000 cho Ly. Ok nè, cái này một cái này 100 cho cuốn yêu nè. Cái đó chắc để cho 100 cho cuốn nè. Cái này hoặc là cuốn em có cái này cũng dễ phối đồ nè mấy chị. Đừng quan tâm nha mọi người nha. Có áo lẻ laptop không Thảo? Có chị có áo lẻ nhưng mà áo đẹp luôn á, chị có like nha chị nha. Này mọi người ơi, áo này 80 thôi mấy chị, hàng của Ashley nha, đừng quan tâm cái size M của nó mấy chị, tại vì nó nhỏ mọi người ơi. Đó, mặc lên gì nè, dễ thương lắm lắm luôn á, phối gì cũng được nha mọi người. 80 mọi người nha, 80.000 rất rất là dễ thương. 80 ghi giúp em 80 nè, bình luận giúp em là 80k, ghi giúp em 80.000 mọi người. Bao này áo đẹp rồi mấy chị, nhưng mà không có áo kiểu hở hở nha mọi người nha. Đang nhìn cái phong áo của nó nè mọi người. Bình luận với em 100.000 nha mọi người nha. Áo len mà cái dạng nó hơi giống thể thao á nè. Cái tay viền của nó nè mấy chị nè. Bình luận giúp em 100 nha mọi người nha. Màu xanh, form đẹp cực kỳ luôn á. Len 100.000 nè mấy chị, len 100 nha. Con này em nhận SM thôi mấy chị ơi, size L đừng lấy nha mấy chị.
100 ngàn nha, có khóa kéo siêu đẹp luôn bằng len nha. Cái hồng đó 100 ngàn còn tát nè. Tiếp nha mọi người, áo 100 cho chị Ly nè. Còn nữa nha mọi người nha. Đây nè mấy chị, áo lẻ nè. Đúng rồi. Áo lẻ nè mọi người, hàng của Tùng Chinh. Áo lẻ neo nha, bình luận với em 80 ngàn mấy chị, 80 nha. Bằng thun nhũ, cái này không bao giờ lỗi thời hết trơn á. Phối gì cũng được hết. Đó. Form áo về nè mấy chị, mặc bẹt vai giúp em nha. Bẹt vai như vậy nè, 80 nha, bình luận giúp em là 80 ngàn, thun nhũ 80, hàng neo nha mọi người nha, ghi giúp em 80. Tiếp nè mọi người, đó, châu châu, châu châu nè mọi người, ở bình luận với em 120 mọi người nha, đàn ngân châu mấy chị, đàn ngân châu resize là 120 ngàn nha. Gạo nó là con hình con châu lúc chị mua đó, nó lần xét vô luôn, nó phối vô á, không phải xét cho mọi người. Em có nguyên một cây châu châu luôn nè mấy chị. Cái quần là y chang của em luôn, em mua 620 ngàn của châu châu. Và cái này của khách gửi nha mọi người nha. Châu châu CS mấy chị. Nè, mọi người nhìn cái quần này mới là 200 ngàn nha mọi người nha. Có ai muốn em thử cái này không mấy chị? Mặc form nó đúng đỉnh luôn á. Cái hình em mặc ở trong cái thang máy, trong cái tiệm em á, là cái quần này nè mọi người. Nhưng mà cái này của khách nha, không phải đồ của em. 200 ngàn mọi người nha, 620 một cái quần đó, 620 ngàn một cái quần mà bác lại có 200 ngàn thôi, sẽ ép cho mọi người nha, của đàn Ngân Châu mấy chị. Dạ thử quần nha mọi người ơi. Với áo ok nè, cái áo này là cái hình con châu châu nó đăng lên bán rồi, nó mặc với cái áo này luôn á, để mặc cái cây luôn nha. Mà sẽ đang mặc ấy luôn. Nhỏ quá, người muốn mặc đâu mặc được. Xu cho len. Chị thử đi. Nó bán 390 nè, trên họ đặt bát 220-250 không cũng lỗ trăm mấy rồi nè mọi người, đẹp vải luôn á. Em mua cả cây của châu châu luôn, nhưng mà cái áo của em là màu đen chứ em không mua áo đỏ đó. Cái áo này châu châu bán 390 nè mọi người, má đẹp vải đái luôn á. Form nè mấy chị, quần em bắt lại 200 ngàn mọi người nha, áo 120. Trên họ người ta vẫn thanh lý cái áo này 220-250 luôn á. Mọi người nhìn áo nè, nó đẹp quá trời đẹp luôn. Quần thì 200 nha mọi người nha, quần size S nha, mông to vẫn vừa mọi người nha. Mông em khoảng 92-93 gì đó. Đây nè, nói nè mấy bà ơi, form quần rất rất đẹp nha. Đó, cái này nó là cái túi giả thôi mọi người nha, túi giả có hình em mặc á, em đăng ở trong cái thang máy á, tiệm em đó nè. Áo là 120 mọi người ơi, quần là 200 ngàn mọi người nha. Cái gì màu bạc á, màu bạc ở cái túi, túi của em á, không có bát quần nè, đứng lên rồi giãn chị ơi, giãn tới cục cức luôn á. Mông to vẫn vừa nha mọi người nha, mong em mới dặm lại khoảng 92-93 gì đó, vẫn vừa đây nè. Nó quần rất là đẹp luôn. À, châu châu nó có 1m5, châu châu là 1m53 mà cái quần nó vẫn slay như thường mọi người nha, mang cao gót có đẹp lắm. Áo em bán 120 mọi người nha, quần 200 ngàn, em mua y chang luôn á, nhưng mà cái áo của em là màu đen, rất rất đẹp luôn. Đó, cũng lấy